chủ đầu tư mới họ cũng đang dục dịch chuẩn bị bông hàng. Tuy nhiên ấy thì những cái dự án mà có đầy đủ tính pháp lý thì ở thời gian tới vẫn rất là khan hiếm. Và bên cạnh đấy thì cái nguồn cầu khách hàng mua ở thực thì cũng đang tăng rất là mạnh. Thị trường bất động sản theo quan điểm của mình ấy thì nó vẫn đang là cái kênh đầu tư rất là tốt và hiệu quả. Mà không mua thì cũng không có lúc nào mà chúng ta có thể mua được cả. Tăng mà bán sau đấy để mà mua lại thì không mua được nữa rồi. Mọi người, với mong muốn ổn định cuộc sống thì nhiều bạn trẻ đã đặt ra cho mình mục tiêu là sẽ sớm sở hữu được một tổ ấm. Vậy việc sớm sở hữu một tổ ấm sẽ giúp thay đổi cuộc sống của các cặp đôi theo hướng tích cực như thế nào? Đó sẽ là chủ đề của Lens Show Lăng Kính Nhà Đất tuần này. Nhà chính là nơi mà mỗi thành viên đều cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương và để dù đi đâu thì cũng luôn mong muốn được trở về. Và đó cũng chính là thành quả mà các cặp đôi đã nỗ lực để đạt được. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang khan hiếm nguồn cung, đặc biệt là chung cư nội đô, nhu cầu mua nhà vẫn không ngừng tăng. Thế nên đối với những người đã kịp sở hữu một căn hộ khi quyết định mua nhà sớm như anh Quang và chị Nguyệt đang cảm thấy may mắn khi không phải chịu áp lực tìm mua nhà như nhiều người hiện nay. Vào năm 2022, với số vốn ban đầu chỉ có 600 triệu, hai anh chị đã quyết định sử dụng gói vay ưu đãi để mua căn hộ chung cư 2 phòng ngủ tại dự án Le Grand Jardin tại Hà Nội. Chỉ với 15 phút đi xe đến trung tâm Hồ Gươm, mỗi buổi sáng trở nên thảnh thơi hơn với gia đình anh chị khi quãng đường đi làm không còn vất vả như trước. Tôi rất là may mắn khi quyết định mua căn hộ này. Bây giờ hai vợ chồng không còn phải đi thuê nữa. Cái cảm giác mà sở hữu một căn hộ cảm thấy rất là yên tâm. Ở đây thì gần hồ này, thoáng mát này, và đặc biệt là có rất là nhiều tiện ích như gần chợ, gần siêu thị, gần trường học, bệnh viện. Tôi cảm thấy rất là vui vì đây không chỉ là một nơi an cư mà còn là một quyết định đúng đắn khi vợ chồng tôi đầu tư về đây. Tôi theo dõi thì thấy giá các căn hộ ở đây nó tăng theo thị trường rồi. Từ khi hai vợ chồng tôi chuyển về đây ấy, thì tôi thấy cuộc sống rất là thoải mái mà hạnh phúc. Thỉnh thoảng cuối tuần thì ông bà có lên chơi, có lần thì cả ông bà nội, ông bà ngoại đều lên chơi. Các ông bà thì thích đi dạo ở phía dưới, nó rộng rãi và thoải mái, và cả bọn trẻ đi cùng nữa. Mình thấy là không gian sống ở đây rất là thoáng này, cực yên tĩnh nên mình làm việc ở nhà hiệu quả lắm. Rất là may là mình mua căn hộ đó cách đây cũng 2 năm rồi ấy. Lúc đấy là giai đoạn đầu mở bán nên mình thấy là giá tốt này, có nhiều căn hộ để lựa chọn này. Cả dự án thì mình thấy là có tiện ích rất là phù hợp với nhu cầu thành viên trong gia đình, như khu vui chơi sáng tạo cho bé này, siêu thị này, ngân hàng, bể bơi, đường rào bộ ngay sát bờ hồ luôn ấy. Mật độ xây dựng ở đây nó rất là thấp nên có không gian riêng tư nhất định. Đặc biệt là chỗ để xe rất là thoải mái. Từ xe của gia đình này, rồi người thân, bạn bè đến chơi cũng không lo thiếu chỗ. Từ khi chuyển về đây, nhiều khi mình cũng không muốn đi đâu, chỉ loanh quanh trong khu mình đã đủ rồi. Nhưng nếu mà có đi cũng rất là thuận tiện vì quãng đường từ cầu Vĩnh Tuy 2 đã thông xe. Năm ngoái rồi ấy, làm việc cho việc di chuyển thuận lợi dễ dàng, đi đâu cũng tiện lắm luôn ấy. Mình cũng tính nếu mà được thì có thể mua thêm cho bố mẹ một căn ở gần cho tiền, vì bố mẹ cũng cao tuổi rồi và ở đây thì gần bệnh viện nên tiện cho việc chăm sóc bố mẹ. Mà ngay trong khu mình á, có khu dịch vụ công nghệ chăm sóc sức khỏe rất là hay. Tại ngôi nhà mà chúng ta vừa đến á, anh Quang và chị Nguyệt có thể thỏa sức sáng tạo để có được không gian sống như ý muốn với đầy đủ công năng sử dụng. Hài hòa và nhẹ nhàng, các thành viên trong gia đình đều có được khoảng không riêng để thực hiện những công việc nghiên cứu hay là học tập của mỗi người, nhưng cũng vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt chung để duy trì sự gắn kết. Thưa quý vị, chung cư Hà Nội đã trở thành điểm nóng trên thị trường trong các tháng vừa qua, thậm chí là còn lọt vào danh sách đứng đầu những từ khóa được tìm kiếm thịnh hành nhất. Vậy thì bước sang quý 2 này, thị trường chung cư sẽ có những diễn biến như thế nào về giá và giao dịch khi mà nhu cầu của người dân đối với loại hình bất động sản ở thực này vẫn còn rất lớn? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Lê Phương, người đã có 10 năm phân phối chung cư tại Hà Nội. Xin được cảm ơn chị Lê Phương đã dành thời gian để đến với Lens Show Lăng Kính Nhà Đất. Chào Thu Hương, chào tất cả các bạn. Thưa chị, thời gian qua thì nguồn cung chung cư rất là hạn chế. Vậy thì trong thời gian tới thì liệu rằng là nguồn cung có sự cải thiện đáng kể không ạ? Như chúng ta đã thấy thì thị trường hiện tại bây giờ cũng đang ấm lên. Các cái chủ đầu tư mới họ cũng đang dục dịch chuẩn bị bông hàng. Tuy nhiên ấy thì những cái dự án mà có đầy đủ tính pháp lý thì ở thời gian tới vẫn rất là khan hiếm. Và bên cạnh đấy thì cái nguồn cầu khách hàng mua ở thực thì cũng đang tăng rất là mạnh. Ở Hà Nội hiện tại ấy, thì cái khu vực phía Tây và phía Đông là đang là hai khu vực có cái nguồn cung cũng đang rất là lớn.
đặc biệt là khu vực phía Đông với hàng loạt các cái dự án chuẩn bị bung hàng để giải quyết được cầu của thị trường sắp tới, thì ngoài cái việc lãi suất ngân hàng, thêm vào đó là cần phải tháo gỡ được cái pháp lý mà vẫn đang còn tồn đọng. Với những người có nhu cầu ở thực, vậy thì chị có lời khuyên gì khi mà họ đang có nhu cầu tìm mua các dự án chung cư để có thể ở hoặc là có thể đầu tư hay là cho thuê ạ? Với kinh nghiệm 10 năm phân phối cái chung cư tại thị trường Hà Nội thì mình chỉ có những cái lời khuyên như thế này. Thứ nhất là ngoài cái vị trí thì người mua nên tìm hiểu, thứ nhất là về chủ đầu tư có uy tín hay không, pháp lý có sẵn sàng hay không, và cái nữa là cái chất lượng xây dựng này và các cái tiện ích xung quanh là như thế nào. Nhu cầu rất là lớn và thời gian qua thì giá chung cư tăng rất là mạnh, là nhiều người cho rằng là mua chung cư sẽ là một kênh đầu tư rất là hiệu quả trong cái thời điểm hiện tại. Thị trường bất động sản theo quan điểm của mình ấy thì nó vẫn đang là cái kênh đầu tư rất là tốt và hiệu quả, là vì cái điểm mà khó của thị trường thì nó đã qua rồi, và hiện tại từ năm 2024 là bất động sản nó đang là một cái điểm nóng. Sắp tới thì sẽ có nhiều dự án nó sẽ gọi là có pháp lý sẽ bung hàng. Nhất là những cái thị trường ví dụ như chung cư này nó đang rất là hợp lý cho khách hàng đầu tư, vì cái thứ nhất là do cái lượng cầu về ở nó đang lớn, cho nên là nhà đầu tư có thể đầu tư để cho thuê cũng rất là hợp lý. Không chỉ chung cư mới mà chung cư cũ cũng có sự tăng giá, vậy thì chị có lời khuyên gì liệu rằng là nên mua chung cư cũ hay là chung cư mới đấy ạ? Theo quan điểm của mình thì mọi người nên đầu tư vào chung cư mới, là vì cái thời gian sử dụng thì nó sẽ là dài hơn, cho nên là cái kênh đầu tư này nó sẽ an toàn và nó lâu hơn so với cái chung cư cũ. Mọi người cũng đọc và tìm hiểu ấy, thì cái chung cư cũ nó tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ nó không an toàn. Tội gì mình ở chung cư mới cho thích. Mua chung cư mới bây giờ cũng rất là linh hoạt cho những khách hàng mà không đủ tài chính, vì mình có hỗ trợ lãi suất này, có rất nhiều cách để khách hàng có thể mua mà không phải bỏ ra hoàn toàn số tiền có thể để được ở chung cư mới. Nhiều người cũng có băn khoăn là hiện nay chung cư giá đang cao lắm rồi, vậy thì ta nên bán thay vì mua, vậy quan điểm của chị như thế nào ạ? Với kinh nghiệm của mình và những khách hàng mà mình cũng đã hỏi ấy, bây giờ mà không mua thì cũng không có lúc nào mà chúng ta có thể mua được cả. Tăng mà bán sau đấy để mà mua lại thì không mua được nữa rồi. Có thời điểm chững lại nhưng nó không phải là ngay bây giờ, mà nó sẽ khoảng độ một cái quãng giống như cái năm 2019 vừa rồi. Nó sẽ mất khoảng 2 năm vì cái cầu nó vẫn đang rất là lớn. Xin cảm ơn chị Lê Phương đã chia sẻ rất là nhiều thông tin, mà thông tin rằng là những người đang có nhu cầu mua chung cư để ở hay là để đầu tư hay là cho thuê cũng đều rất là quan tâm. Xin cảm ơn chị. Mình thì đi tìm chung cư này thì cũng mất một thời gian khá là dài đó. Thì cái tiêu chí mà để mình chọn chung cư là thứ nhất là cái vị trí về kết nối giao thông nội thành, nó gần với cả cái công việc của mình, bởi vì mình di chuyển khá là nhiều đấy. Tuy nhiên thì vợ mình lại muốn chọn một cái chung cư nó có cái tiện ích đồng bộ nó tốt hơn, như là siêu thị này, bể bơi cũng như là các hoạt động vui chơi đó, thì để có cái không gian mà gia đình nó kết nối, thì mình cũng đi tìm những cái dự án mà chung cư thì khá là vất vả đấy, nhưng mà cũng rất là may mắn thì mình đã tìm được một cái dự án đáp ứng đủ mọi cái yêu cầu cũng như là mong muốn các thành viên trong gia đình. Và một cái yếu tố mà quan trọng đấy khi mà mình chọn cái dự án này, đó chính là cái hệ thống cơ sở hạ tầng đấy cũng đang được đồng bộ và đang được xây dựng, như là cầu Trần Hưng Đạo đấy, các đường vành đai, thì chắc chắn trong tương lai thì các dự án này đều sẽ tăng giá. Được công nhận nằm trong top 10 dự án tiềm năng, Le Grand Sardin không chỉ cung cấp một không gian sống chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Hiện dự án đang mở bán nhiều căn hộ đáp ứng được các yêu cầu về nơi ở lý tưởng, hứa hẹn mang lại giá trị cho những người sở hữu trong hiện tại và tương lai. Le Grand Sardin là một quần thể phức hợp thương mại và căn hộ chung cư được thiết kế xây dựng theo phong cách hiện đại với mô hình sinh thái trong lành. Dự án có tổng quỹ đất lên đến 2,7 ha. Le Grand Sardin còn được hưởng lợi từ vị trí giao thông thuận tiện, di chuyển đến trung tâm phố cổ chỉ với 10-15 phút lái xe. Tọa lạc tại khu vực ngã tư đường Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Lam, khu đô thị mới Sài Đồng, Vinhome Riverside, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là vị trí trung tâm của khu đô thị Sài Đồng trên một khu vực có địa thế phong thủy đẹp, được đánh giá là khu vực có vị trí đắt giá nhất quận Long Biên, với cơ sở hạ tầng hiện đại, kết nối thuận tiện và dễ dàng với các khu vực xung quanh qua các tuyến đường bộ, đường trên cao và cao tốc.
Le Grand Jardin tận hưởng lợi thế từ các dự án hạ tầng quan trọng đang được triển khai tại khu vực, bao gồm cầu Trần Hưng Đạo và các tuyến đường vành đai. Điều này không chỉ tiếp tục mở ra các kết nối giao thông mà còn có tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản. Dự án sẽ mang đến một cuộc sống chất lượng cao trong lòng thành phố cho các cư dân. Với tầm nhìn bao trọn Hồ Sài Đồng cùng hệ thống cảnh quan thiên nhiên rộng lớn tới 1,6 hectare, gồm có khu công viên cây xanh rất rộng lớn. Đường dạo bộ ngập tràn sắc hoa như mọi người thấy, rồi là khu vui chơi trẻ em, vườn nướng barbecue, tổ hợp căn hộ Le Grand Jardin mang đến cho Hương một cảm giác như là đang ở giữa một khu vườn rất là rộng lớn vậy, nên rất là dễ hiểu. Dự án nhận được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư và những người đang có nhu cầu mua nhà để ở thực. Còn mọi người nếu quyết định chọn mua thì hãy đến dự án để có cảm nhận tốt nhất nhé. Chúc mọi người sẽ có được lựa chọn nơi an cư lý tưởng. Còn đến đây thì Land Show Lăng Kính Nhà Đất tuần này xin được kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Cảm ơn ngân hàng Đông Nam Á Sibank đã đồng hành cùng với Land Show mỗi tối thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số của VTV, Fanpage và YouTube VTV Money. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.